Em ăn ơi, xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của em Thiên Ân Bất Động Sản nha. Hôm nay là một ngày cuối tuần đó, trời trong xanh và gió cũng rất là mát nè. Đó, thì hôm nay thì tại vị trí này thì em sẽ gửi đến cho quý anh chị mình một căn nhà có cái đơn giá cực kỳ hiếm luôn quý anh chị, cực kỳ hiếm tại thành phố Nha Trang, mà nó lại mặt tiền của đường ô tô nữa. Mà một con đường này là một con đường bê tông rộng tới gần 10m, hiện trạng là rộng tới 9m1. Đó là đường này là đường thông nha quý anh chị ha. Đó, đường này thì ô tô sẽ tải lớn đi vào đây thoải mái luôn. Và vị trí này thì nó sẽ tọa lạc tại khu vực xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Cách biển Nha Trang là chỉ có đâu tầm là hơn 5km thôi. Đó, nằm ở một con đường vừa mới được xã người ta cải tạo làm lại đường này luôn. Vừa mới đổ lại bê tông cách đây chắc cũng hơn một năm thôi, làm lại hệ thống cống thoát nước. Đó, và căn nhà hôm nay muốn giới thiệu cho quý anh chị có cái diện tích gần 100m2, cụ thể là tới 98m2 nha quý anh chị ha. Và đơn giá là chỉ có 1 tỷ 6 thôi. Một cái đơn giá cực kỳ hiếm cho một miếng đất có sẵn một căn nhà cấp 4 tại thành phố Nha Trang, mà còn đường ô tô sổ hồng riêng chính chủ, nằm ngay trung tâm của xã Phước Đồng luôn nha quý anh chị. Trung tâm xã Phước Đồng. Đó, và Phước Đồng là một cái xã nó nằm ở một cái vị trí cực kỳ đẹp tại thành phố Nha Trang, nằm ở cửa ngõ phía nằm ở cái cửa ngõ mà nó sẽ cửa ngõ phía nam của thành phố Nha Trang. Đó là nó sẽ nằm chính giữa Cam Lâm và thành phố Nha Trang, nằm trên trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, có cái trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành đi qua là trục đường chính của kết nối từ trung tâm của thành phố Nha Trang đi vào sân bay quốc tế Cam Ranh, cũng như là trục đường kết nối hai thành phố lớn của tỉnh Khánh Hòa với nhau, đó là thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang, cũng như kết nối vào khu du lịch biển bãi dài Cam Lâm, nơi có hơn 55 cái resort 5 sao trên cái đường biển bãi dài quý anh chị. Đó, thì nếu quý anh chị từ Sài Gòn hoặc là Hà Nội mà bay vào thành phố Nha Trang thì mình cũng phải bay vào cái sân bay Cam Ranh. Đó, thì rồi mình từ sân bay Cam Ranh mình phải đi qua đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, thì trên đường về đại lộ Nguyễn Tất Thành thì quý anh chị sẽ đi vào địa phận của xã Phước Đồng ha. Đó, thì rất là tiện cho anh chị mình mà mình ở xe, mình mua một căn nhà để mình nghỉ dưỡng tại thành phố Nha Trang, mình lựa chọn một căn nhà ở vùng ven, không quá xa trung tâm mà cũng rất là tiện đường đi. Và đó, thì căn này rất là phù hợp luôn. Đó, thì căn này thì cũng gần trung tâm, và khu vực xã Phước Đồng là một cái vị trí mà rất là đáng sống tại thành phố Nha Trang ha, rất là nhiều cái tiện ích luôn. Đó, như ngay trung tâm xã là có là ngay khu vực này nha, em giới thiệu sơ cái đường Đồng Bò nha. Thì cái đường Đồng Bò này là cái đường bên hông của ủy ban xã Phước Đồng. Quý chị đi thẳng theo cái đường này mà đi cỡ đâu tầm là chưa tới 200m là ngay chỗ đó là ngã tư Phước Đồng, ngay trung tâm. Thì chỗ đầu đường sẽ có cái trường, trên này là trường tiểu học, trên này là có cái trường tiểu học Lam Sơn. Thì cách nhà mình là khoảng 100m đâu quý anh chị, ngay chỗ xe à. Hiện tại cũng đang có học sinh đi ra, đi học vô nè. Đó, thì cách cái trường mình luôn, đối diện trường luôn, cách trường chỉ hơn 100m. Và phía sau trường là có chỗ đó là công an xã, rồi tới ủy ban xã. Thì đối diện ủy ban xã bên kia đường là có cái trường mầm non nữa, rồi cái bưu điện. Rồi đối diện bên kia nhìn qua bên tay phải là có chợ Phước Đồng, là cách chợ Phước Đồng khoảng đâu tầm 250m. Và đối diện chợ Phước Đồng đầu đường mình từ đường này mình đi ra thẳng hết đường này mình ra tới ngã tư, mình quẹo qua tay phải khoảng đâu tầm là 70m là mình sẽ gặp cái Bách Hóa Xanh nữa. Đó, và ở đây thì ra cách đây khoảng 800m là có một cái Thế Giới Di Động nữa quý anh chị. Đó, và trường mầm non cấp 1, cấp 2 thì không thiếu một cái gì trong bán kính từ 100 cho đến là 500m. Và đặc biệt gần với cái làng đại học Bắc Hoàng Ông, nơi có nơi là cái làng đại học mới của Nha Trang, như đã có sẵn là trường chính trị của nhà nước nè, trường chuyên Lê Quý Đôn là trường điểm lớn nhất của Nha Trang nè, và trường công cao đẳng kỹ thuật của trường cao đẳng nghề cách đây cũng cỡ đâu tầm là 1km thôi quý anh chị ha, nằm trên trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đó, rất là tiện luôn. Và đặc biệt vị trí này nó cũng trên đại cho khu vực xã Phước Đồng thì nó sẽ có một cái điểm lợi thế nữa, đó là nó là nơi tiếp giao giữa đường tỉnh lộ 3 và đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Thì đại lộ Nguyễn Tất Thành là kết nối đi sân bay, còn tỉnh lộ 3 là đường kết nối lên cao tốc Bắc Nam. Ở đây quý anh chị muốn lên cao tốc Bắc Nam, quý vị đi thẳng đường này đúng không, ra tới đó là cái ngã tư, thì chỗ đó chính là cái nơi giao giữa đường tỉnh lộ 3 và đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Quý anh chị quẹo tay trái là mình sẽ đấu nối với đường tỉnh lộ 3, đi thẳng hết đường đó lên khoảng 15km là mình sẽ lên đường dẫn cao tốc Bắc Nam Nha Trang đi Sài Gòn, rất là tiện luôn. Đó, và ở đây thì cũng gần với những cái khu du lịch nổi tiếng của khu vực xã Phước Đồng, đó là khu du lịch Trăm Trứng, đi thẳng đường này vô là khoảng 700m,
là có khu du lịch Trâm Trứng và khu du lịch Hồ Kinh Hệ ha. Và xã Phước Đồng thì có cái địa thế rất là đẹp luôn. Đó, địa thế đất rất là cao ráo, phong thủy đẹp. Rồi bây giờ thì em sẽ vô trong, em quay khảo sát căn nhà nha. Thì căn nhà này thì nó sẽ có một số cái ưu điểm và cái nhược điểm. Thì em sẽ muốn phân tích luôn cho quý anh chị ha. Thì vị trí của cái căn nhà của mình á, thì em sẽ quay cái sổ cho quý anh chị xem nè. Đó thì khu vực mình á, thì cụ thể thì nó sẽ thuộc là thôn Phước Lộc nha quý anh chị. Thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tổng diện tích đất là lên tới 98,9 m². Đó, hình thức sử dụng riêng. Thì có một cái khuyết điểm là đất mình là hiện tại là đất trồng cây lâu năm, chưa lên thổ cư. Đó, nhưng mà ở đây thì phù hợp thổ cư, cho nên là quý anh chị xin chuyển thổ cư cũng rất là dễ dàng. Thì em cái vấn đề đó em sẽ hỗ trợ quý anh chị chuyển thổ cư ha. Đó. Và cái hình thù đất đây thì đất của mình sẽ quay mặt về hướng Tây Bắc. Đường hiện trạng là rộng từ 8m9 cho đến 9m3. Đó, bề ngang là qua là hơn 4m nha quý anh chị. Bề ngang qua là gần 5m, 4,86m, tức là gần 5m. Và thì để thế đất phía sau mình thì nó có một cái nhược điểm nữa là đất nó không được vuông lắm. Đó, phía sau nó nhìn như cây kiếm này, đó, nó không được vuông lắm. À, thì em sẽ có gì em nói nấy ha. Nhưng mà cái đất này mà quý anh chị mua về muốn xin lên thổ cư phun thổ thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vấn đề đó luôn. Đó, và ưu điểm là cái đơn giá rất là rẻ luôn, chỉ có 1,6 tỷ vẫn còn bớt lọc nhẹ cho quý anh chị thiện chí ha. Quay mặt về hướng là Tây Bắc. Đó, đường xé này thì vừa mới được nhà nước tu bổ làm lại cho nên rất là ok luôn. Bây giờ em sẽ vô trong quay hiện trạng nhà ha. Thì đầu tiên nhà mình sẽ có một cái sân. Thì nhà mình là gia chủ có xây nâng cái nền khá là cao so với mặt tiền đường ha. Nhà xây ở cho nên xây rất là kỹ nè. Vô là có hai cái trụ cổng đó, đổ bê tông rất là chắc chắn. Rồi cái một cái cửa sắt hộp sơn tĩnh điện màu xám nè. Đó, cũng khung sắt bảo vệ chắc chắn. Ở trên cũng có khung sắt bảo vệ. Ở trên cũng có lợp tôn, mái tôn phía trước cái sân cho nên là rất là ok luôn ha. Đây, trụ ốp gạch đó, nhìn rất là đẹp ha, đảm bảo sạch sẽ. Rồi, không gian đây sẽ là không gian cái sân của mình. Không sân rất là rộng. Sân này thì anh chị mình cũng có thể tận dụng, mình đậu được xe ô tô. Đó, mà đậu ô tô thì quý chị sẽ chắc là phải sửa lại cái cổng này một xíu để mình sẽ đậu được ô tô ha. Cắt gọt cái cổng này làm cái cổng nó rộng rộng hơn. À, cổng nó được luôn anh. À, à vậy là ok nè. Vậy là vậy là mình mở hết hai cái cổng ra là ô tô chạy vô được nha quý anh chị. À đúng rồi. Vậy là cái cổng nó từ đó qua đây mà không bao nhiêu mét ta? Chắc cũng hơn 3 mét á. Ô tô thì nó có 2 mét mấy à. Rồi vậy. Đó cổng thì đó, cổng này thì ok vô được nha quý anh chị. Cổng 4 cánh. Đó, 4 cánh này. Vô trong đây thì anh chủ anh ốp lát cái sân là gạch giả văn đá nè, chống trơn trượt nè. Bây giờ anh cũng đang, anh vừa mới xịt nước nhưng mà đi nó rất là bám chân nè, không có bị trơn trượt nè. Có chó dễ thương quá ha. Quý anh chị biết đây chó gì không? Anh bán mấy cái này anh có để lại không anh, như cái hồ cá nè. Để lại cho khách luôn đúng không? Đó, hồ cá đồng bộ cũng rất là dễ thương nè. Đó, ngồi buổi sáng có thể ngồi đây là uống trà cà phê cùng gia đình mình. Đó, vợ con ngồi đây uống trà ngắm hồ cá thì cũng thấy cũng khá là giải trí và hay ho nè. Đó thì chắc là bộ bàn này cũng để lại cho khách luôn ha, để lại cho khách luôn. À, tường anh xây rất là kỹ ha, anh ở mà xây rất là kỹ, trụ đổ bê tông. Bên đây anh cũng chơi vàng lan nữa nè, vàng lan có mấy cái cây cảnh nữa nhìn rất là hay ha. Đây, để em quay tiếp cho quý anh chị xem ha. Do em đang quay mà có khách gọi cho nên em hoảng. Đây, cái sân khá là rộng. Nói chào chị. Dạ, em cảm ơn. Để em quay xong em ăn, à, em uống. Đây là không gian cái mặt trước nhà mình. Ở trên anh ốp, anh lập tôn nó rất là sạch sẽ. Và ở đây thì ngồi, trời mưa cũng không có lo ha. Rồi, phía trước nhà mình thì nhà mình ảnh giật một cái bậc tam cấp đi lên nhà nè. À, vị trí này nó cao ráo mà còn làm gì nữa thì rất là cao luôn. Mặt dựng thì ảnh cũng ốp cho mình là hình như là ốp đá luôn. Ồ, nhìn rất là sạch sẽ nè quý anh chị, mặt dựng nhà ảnh ốp đá luôn, nhìn rất là sạch sẽ và chỉnh chu ha. Đó, cửa trước nhà là một cửa nhôm kính. Đó, sơn tĩnh điện là màu trắng nè. Rồi bây giờ thì em sẽ vô trong nhà em quay cho quý chị ha.
Thì tiến vào trong nhà thì mình sẽ có một cái phòng khách cũng như là cái phòng thờ luôn, rất là rộng này. Có bộ ghế gỗ xưa. Đó, ghế gỗ xưa. Trần rất là cao luôn. Đó. Nhà mình hai phòng ngủ hả anh? Dạ, không ngủ. Hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ rất là rộng này. Em bật cái đèn ha, quay cho khách xem. Hai phòng ngủ rất là rộng. Đầy đủ giường, tủ. Rồi, chỗ này. Hơi lướt thôi chứ nhà mình cũng có gì. Hai phòng con anh đang ngủ ha. Đây, quay đây. Dưới đây là không gian bếp. Đây là không gian bếp. Bên đây là nhà vệ sinh. Chia ra còn có sản phẩm sau thì à, với sau vẫn còn cái xông phơi nữa hả? Nhà vệ sinh này, anh mở cho mình. Ồ, phía sau có một cái sân phơi đó. Phơi đây, ok. Mình lướt lướt vậy thôi. Ở chỗ này có máy giặt này, đó, cái thế đất của mình nó phải xéo như thế này nè quý vị ha, giống như trên sổ luôn. Tủ lạnh, bếp cũng rất là đầy đủ công năng. Đó, hành lang cũng rất là rộng rãi để dễ đi qua lại quý vị ha. Ốp gạch cũng keo này, cỡ mét 2 mét 3 á, cho dễ thương quá. Dạ. Nhà em cũng có nuôi mấy con, toàn chó cỏ không à. Rồi em cảm ơn nha anh. Dạ. Có khách em alo cho. Dạ. Ok, anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô gái em bán giúp sớm cho. Sổ mình điện ở nhà nữa hay ở ngân hàng anh? Sổ là ở nhà. Ở nhà luôn. À, vậy là công chứng nhanh gọn luôn á. Dạ. Ok. Để em giới thiệu sơ cái đường này thêm một chút nữa nè. Đường này đường thông nha quý chị ha. Thì đường này đi thẳng vô. Mình đi cỡ đâu tầm là 400 mét nữa là mình sẽ gặp giao với cái trục đường khác. Đó là trường đò Hoàng Minh Thảo. Thì tới chỗ Hoàng Minh Thảo đó thì sẽ có hai hướng đi. Mấy quý anh chị mà quẹo tay phải á, mình đi hết cái đường đó là mình sẽ gặp một con đường nữa, đó là con đường Trần Nam Trung. Thì ngay chỗ cái giao giữa đường Trần Nam Trung á, là chỗ đó là mình nhìn qua bên tay trái thì chỗ đó chính là cái khu di tích lịch sử của Hồ Chủ tịch và khu du lịch Hồ Kênh Hạ. Thì khu du lịch đó khá là nổi tiếng tại thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Nó có cái hồ tự nhiên khá là đẹp quý anh chị, hồ giống như hồ ở trên Đà Lạt là hồ Xuân Hương á. Thì quý anh chị có dịp tới Phước Đồng thì có thể mình tới cái khu du lịch đó để mình có thể tham quan ở đó ha quý anh chị ha. Đó, và đi theo hướng này nè. Cái hướng tay trái là mình đi, hướng tay phải là mình tới Hồ Kênh Hạ, còn hướng tay trái á là quý anh chị tới đó sẽ đấu nối với đường Đỗ Xuân Hợp, đi thẳng theo hướng tay phải là mình sẽ lên khắp khu du lịch Trăm Trứng. Thì hai cái khu du lịch đó cách chỗ nhà mình là khoảng đâu tầm là 700 cho đến 800 mét thôi. Rất là gần luôn. Đó, cho nên ở đây thì quý anh chị có thể là đến du lịch hai cái khu du lịch đó ha. Còn xuống dưới đây thì về là trung tâm của xã Phước Đồng cũng như là đi về biển Nha Trang. Cũng như là ở đây cũng còn một cái resort nổi tiếng đấy là khu đặc resort Diamond Bay nằm trên trục đường Nha Trang đi xe đi sang bay không quý chạy đại lộ Tất Thành, thì cách chỗ nhà mình thì còn đâu tầm là 4 km thôi. Đó, thì ở đây thì tiện ích bao la bát ngát rồi. Em thấy căn này thì tuy là nó là hiện tại nó đang là đất trồng cây lâu năm nhưng mà em thấy giá cũng rất là tốt hả. Rồi em cảm ơn anh. Nay nghỉ anh? Dạ, nay à, nghỉ nha. Dạ. Em cũng tranh thủ chạy qua quay sớm á. Dạ. Đây thì cái đường này quý chị có thể nhìn thấy nè, đường này thì xe tải rồi chạy thoải mái luôn. Đó, chỗ này có mấy chiếc xe ô tô rồi ta đậu vô bên trong mép nè. Đó, thì cái trường này là cái trường học nha quý chị, cái cổng này chính là cái cổng trường học nè. Tại xe ô tô ta đậu bên trong bên hông trường. Còn đường rất là rộng luôn.
Ở đây thì có rất nhiều quán cà phê, ở này có quán cà phê nè. Oh, quán cà phê rất là đẹp luôn. Ở đây sẽ là trường học ha, trường trung học cơ sở Lam Sơn này. Đường này thì mới được nhà nước tu bổ làm lại cho nên nó rất là rộng rãi luôn. Chỗ này là công an tỉnh, à, công an xã. Rồi ủy ban xã. Đó, chỗ này là đầu đường là có ủy ban công an thôi, chứ đây quét an ninh đâu quý chị. Đối diện bên kia là cái bưu điện nè. Đó, bưu điện xong tới trường mầm non, lên trên kia có trường tiểu học nữa. Ra đây là cái đường giao lộ nè. Giao lộ ha, thì em sẽ chỉ cái hướng này. Cái hướng này là mình sẽ ra đường Đại Lộ Nguyễn Tất Thành. Đi thẳng đường này vô khoảng đâu tầm là 27 km là tới sân bay quốc tế Cam Ranh nha quý anh chị. Và đi vào thành phố Cam Ranh là khoảng đâu tầm là 35 km. Còn cái hướng này là đường tỉnh Lộ 3. Đó, ngay chỗ đi khi vừa đi lên đó, đó là hướng tỉnh Lộ 3. Đó thì đường tỉnh Lộ 3 đó là đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc Nam Nha Trang đi Sài Gòn. Thì Nha Trang thì có hai nút giao. Thì cái nút giao mà gần nhất để đi vào thành phố Nha Trang chính là cái nút giao đi từ cái đường tỉnh Lộ 3 đi lên nha quý anh chị. Đó, đi từ đây lên thì đi khoảng 15 km rồi mình sẽ lên tới nút giao đường dẫn tới cao tốc luôn. Còn hướng chỗ này nè thì mình sẽ đi về hướng về trung tâm của thành phố Nha Trang, rồi cũng như là đi qua đây là cái có cái chợ nè, cái đồng nè. Từ đây qua chợ khoảng độ tầm là 150 m thôi, nó nằm bên tay phải mình đó. Còn ở dưới đây là có cái Bách Hóa Xanh nữa nè quý anh chị. Giờ bây giờ thì buổi sáng nay em có đi lễ nhà thờ cho nên em phải đi quay sớm. Rồi. Giờ mình sẽ quay qua chợ cho quý chị xem nè. Bên kia có cái chợ Bách Hóa Xanh nè, thấy quý chị thấy không? Bách Hóa Xanh xa xa đó. Rồi bây giờ thì em sẽ qua đây quay cái chợ. Đó, ngay đây là ngay trung tâm xã cho nên là hầu như là những cái tiện ích lớn là nó đều tập trung ở cái khu vực trung tâm này hết nha quý chị. Đó, chỗ này là cái chợ nè quý chị nè, buổi sáng họp chợ rất là đông nè. Chợ nó còn to ở trong, rộng trong nữa. Ở đây thì có trạm xăng, cửa hàng xăng dầu Phước Long nè. Ra ngoài kia có một cây xăng nữa. Ở đây thì tiện ích không thiếu cái gì nha. Đó, đây chợ nó sâu bên trong nha quý anh chị, ở ngoài đây thì bán ít ở ngoài thôi, nó sâu bên trong nữa. Đó, sáng cảnh hộp chợ buổi sáng này rất là đông nha. Ở đây thì anh chị cô chú mình là chỉ cần là ở đây là mình không cần phải đi chợ mà phải đi xe ha, mình đi xe máy, mình đi bộ ra thôi, tập thể dục buổi sáng là mình cũng có thể là đi chợ rồi. Đó, bên kia thì có điện máy xanh thế giới di động nè. Đó, khúc trên này có cây xăng, cái xăng Petrolimex thì đó, đứng đây nhìn thấy luôn nè quý chị. Đó, Petrolimex cách đây chỗ cái vòng xoay này khoảng 100 m. Đây thì không thiếu cái gì luôn. Đây cũng có rất nhiều các quán ăn ngon nổi tiếng. Giá cũng rất là rẻ và phải chăng so với thằng trung tâm. Ở đây thì cũng có chỗ bán vật liệu xây dựng nè. Còn hướng này thì mình sẽ về tới khu vực trung tâm của thành phố Nha Trang ha. Đó, thì từ đây thì về trung tâm thì quý chị đi cỡ đâu tầm là hơn 2 km nữa, và đi ra biển thì chắc cỡ hơn tầm 4 km. Đi thẳng theo đường này luôn. Đó, đi thẳng theo đường này quý anh chị, đầu tiên quý anh chị đi thẳng theo đường này qua cầu Bình Tân. Đi thẳng tiếp mình sẽ đó gặp cái vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Cảnh. Mình đi thẳng tiếp theo cái ngã tư đó là mình đấu nối với Nguyễn Đức Cảnh. Mình đi tiếp mình sẽ gặp cái vòng xoay Nguyễn Thị Định. Mình đấu nối theo hướng tay phải là đường Hoàng Diệu là ra tới biển luôn. Ngay chỗ đó là bãi tắm công viên thanh niên đường Trần Phú, là một trong những cái bãi tắm biển mà lớn nhất của thành phố Nha Trang. Đó, là nơi tập trung, là nơi hay tổ chức các sự kiện lớn của Nha Trang như sự kiện hội chợ, triển lãm, du lịch nè. Đó, ở đây có cà phê rồi rất là đầy đủ. Đầu đường vô nhà mình cũng có một cái quán cà phê sân vườn mới mở rất là đẹp. Nãy vừa mới quay không chị? Giờ quay lướt quá cho nên quý vị sẽ không nghe. Chỗ này có bến xe buýt nè. Đó, thì ngay chỗ này có bến xe buýt bởi vì chỗ này là có cái trường chuyên Lê Quý Đôn nè quý chị, là trường điểm, là cái trường cấp 3, là trường điểm, trường chuyên số 1 của tỉnh Khánh Hòa luôn. Đó, trường chuyên Lê Quý Đôn có diện tích rất là rộng luôn. Thì ngay chỗ này gọi là làng đại học mới nè, trường Lê Quý Đôn. Liên kề trường chuyên là có cái trường là trường chính trị nữa nè. Đó, trường chính trị. Và phía sau trường chính trị là có một cái trường đó, trung cấp kỹ thuật công nghệ Khánh Hòa. Rồi sắp tới chỗ này sẽ có một cái trường đại học y nữa. Đó, cũng rất là xịn sò luôn. Đó, trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Đó, rồi có thể là tới đây là coi như là em sẽ kết thúc video tại đây nha quý anh chị ha. Rồi quý anh chị cảm thấy video này hay thì nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ em ăn nha.
và quý chị quan tâm cái căn nhà này và cảm thấy nó phù hợp với nhu cầu tài chính của mình và mình muốn mua để ở vị trí đó, thì mình cũng có thể kinh doanh buôn bán nhỏ nữa, tuy là không phải lớn đâu nhưng mà mình cũng có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được, như bán tạp hóa đồ á, hoặc là mở tiệm tóc gì đó, thấy cũng khá là ok, hoặc là mở cửa hàng bán kinh doanh online ở nhà cũng được, thấy rất là tiện ha. Rồi quý chị quan tâm alo cho em ăn ha, em số điện thoại của em thì lúc nào nó cũng nằm ở trên góc màn hình bên tay phải ha. Quý chị quan tâm alo em sẽ dẫn mình đi xem thực tế, và khi mình đồng ý thì em sẽ kết nối đúng rồi, chủ ở nhà luôn, quý chị tới xem thì mình sẽ thương lượng giá trực tiếp với anh chủ nhà luôn. Anh chủ nhà rất là dễ tính và anh là rất là thiện chí bán, và cái giá anh đưa ra là coi như là giá quá là rẻ để dễ dàng mua bán ha. Rồi em cảm ơn quý chị đã dành thời gian xem video này của em nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video clip tiếp theo của em ạ. Ở đây là khu tái định cư nữa quý chị, tái định cư Hòn Rỡ 2, thì để em đi thêm một đoạn nữa nha. Rồi em đi thêm đoạn nữa quay cho quý chị xem. Do bây giờ thì em cũng sẽ đi ra lại trung tâm Nha Trang để em đi lễ nhà thờ của chủ nhật, cho nên mà sẵn tiện là em sẽ cầm máy em đi thêm đó khoảng đoạn nữa ha. Đường này đường đại lộ thì nhiều anh chị sẽ nói là ở đường này sao người ta làm cái con lương chính giữa chi vậy, thì đang ở đây là đường đại lộ kết nối đi sân bay mà, cho nên là cái lượng xe lưu thông qua lại khá là lớn, khá là nhiều, cho nên là người ta làm cái con lương chính giữa để cho là phân luồng giữa xe máy và xe ô tô để giảm thiểu tai nạn giao thông đó anh chị. Đó, ra đây là coi như cũng là liền kề trung tâm của thành phố Nha Trang rồi. Ở trong xã Phước Đồng thì tiện ích cũng không thiếu một cái gì đâu cái gì à. Em thấy em có rất nhiều khách là họ bán nhà ở ngoài mấy cái xã như là xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, là mua vừa nhà trong Phước Đồng để ở, bởi vì là ở Phước Đồng trường học rất là nhiều, cho nên là muốn cho vô trong Phước Đồng ở. Với lại Phước Đồng là địa thế nó cũng rất là cao ráo so với những cái xã Vĩnh khác, nó cao lắm, khó mà bị ngập lụt, khó bị ngập lụt lắm. Đó, với lại là cái vấn đề phong thủy thì Phước Đồng cũng rất là tốt, bởi vì Phước Đồng là mồ mả là chôn cất, là người ta hay chôn ở trên khu vực cái nghĩa trang lớn của xã Phước Đồng đó. Cho nên là đi đường sẽ không bao giờ gặp mồ mả như những cái xã khác. Như cái xã khác em đi một xíu là em sẽ thấy là mồ rất là nhiều luôn, mả rất là nhiều luôn, nhưng mà ở Phước Đồng là không có nha. Đất cực kỳ đẹp, cho nên là gọi là phong thủy, thì gọi là vấn đề phong thủy thì Phước Đồng và phong thủy vẫn tốt nhất. Rồi ra tới đây là coi như là mình tới trung tâm rồi nè. Đây cái là khu vực cầu Bình Tân đó, hướng này là những cái biển nè. Chỗ này thì có cái cảng cá hải sản lớn nhất của khu vực Nam Trung Bộ, đó là cảng cá hải sản Hòn Rớ ha. Đó. Bên kia là có mấy cái khu đô thị rất là nổi tiếng, như là khu đô thị An Bình Tân, khu đô thị Phước Long A, Phước Long B, VCN, Phước Long 2, Hà Quang 1, đầy đủ. Chẳng em bay đường xá Nha Trang buổi sáng chủ nhật cho quý chị xem ha. Thấy căn nhà mình mà mức giá cực kỳ là hiếm luôn, một tầm giá đang khan hiếm tại thành phố Nha Trang. Quý chị nhớ like video này nha và đăng ký kênh ủng hộ em Hân nha. Em Hân xin chân thành cảm ơn quý chị rất là nhiều để xem video này của em, tuy là hơi dài nhưng mà em muốn quay chi tiết rõ ràng đường xá cho quý chị xem cái khúc đi ra trung tâm luôn ha. Tới đây là coi như là mình về tới trung tâm của thành phố Nha Trang rồi nha quý chị. Đó, chỗ này thì mình sẽ gặp vòng xoay là giao với đường Lê Hồng Phong, là trục đường rất là nổi tiếng và huyết mạch của Nha Trang. Đó, tới đây là mình đi thẳng luôn, không cua không quẹo gì hết, là mình sẽ ra tới biển.
Đó, quý vị đi thẳng luôn nha. Đi theo chiếc xe màu trắng này đây nè. Đó, đi thẳng luôn. Và mình sẽ kết nối ra tới biển nha nha. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn quý chị nhiều nha. Và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video clip tiếp theo của em ạ.